Ủa nó mất tiêu rồi. Không được ta, kỳ vậy ta. Anh gửi gửi yêu cầu coi sao kỳ vậy. Anh gửi cái yêu cầu của anh Phượng, thấy anh vào mà sao mọi lên không được. Thì tự nhiên mình có cái clip này, cái tự nhiên mình cảm thấy mình buồn, mình là cái giai đoạn mà rất là khổ cực của cái nhà, của nhà nước Việt Nam mình, của đất nước Việt Nam mình trong cái giai đoạn mà trong chiến tranh. Bây giờ càng ngày nó càng lộ ra. Anh gửi cái yêu cầu á, sao cái anh thoát ra đi, tại vì cái của anh nó không có cái camera. Anh reset, không phải reset mà anh thoát ra rồi anh vào lại anh Peter. Đúng rồi, anh không có camera nên mời lên không được. Cái sau khi mà đã tới bây giờ thì nó mới lòi ra những cái thước phim mà mình làm cho mình cảm thấy mình cảm thấy là mình xúc động, là bởi vì trong cái thời gian chiến tranh thì những cái nguồn tin này hầu như là nó nín bặt. Nó không có cái những cái sự mà gọi gì là nhà tù rồi tra tấn rồi các cái đó, nó hầu như là nó không ấy. Mà sau khi tàn chiến tranh là sau 75 nó cũng có một khoảng thời gian dài, nhưng mà mấy lúc gần đây nó lại ngược lại, nó nổi lên rất là nhiều. Thì mình mới cảm thấy là cái điều đó mình càng ngày nó mới hé lộ ra những cái sự bí mật của trong thời gian chiến tranh. Anh Peter, anh ra rồi anh vào đó lại đi anh Peter. Tại vì cái tên của anh, cái nick của anh không có thấy camera. Cho nên mình cảm thấy nó hé lộ, mình mới thấy cái cuộc chiến mà nó tàn khốc và vô số tù binh của người Bắc, nó kêu một quân Bắc Việt đó, thì họ bị nhốt lại và họ sau này mới than vãn là đó là những cái mà mình muốn truyền đạt lại cho các bạn hiểu đó. Nguyễn Đăng, chào Nguyễn Đăng nha. Đó Nguyễn Đăng, những người nào có camera, Nguyễn Đăng có camera nè, Ai ở Việt đó, chào Ai ở Việt nha. Thì mình mới cảm thấy là mình thấy mình cái thời gian mà đã qua đi rồi, mình cảm thấy mình hồi tưởng lại, mình cảm thấy mình xúc động. Rảnh không à? Từ Tân Bình lên lâu lắm rồi, em lên chơi với anh không? Có lên chơi chút thì em ok đi, rảnh mời em lên. Cái này hình như cái like này mời được bốn người đó, lúc này nó mời được bốn người đó. Từ Tân Bình lâu lắm rồi, cũng không mấy năm rồi, không 2 năm là không thấy mày xuất hiện. Thì lên đây tâm sự với anh chút, đại khái là vậy. Mình là lớn tuổi rồi, mình đã nói, tại vì ngày hôm qua thì anh có nói sơ sơ về cái vấn đề về cái xã hội thời đó, thời lúc bấy giờ của Sài Gòn, về chế độ Ngô Đình Diệm, đại khái là vậy. Thì anh biết cái gì đó, cái đó là bởi vì cái đó là anh lấy cái sự thật của cuộc đời của anh ra anh nói, đúng không? Chào Nguyễn Hành. Đấy. Thì để đánh tan cái sự mà tới bây giờ nó vẫn còn lấp liếm, nó vẫn còn có những cái là nó vẫn đưa những cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa lên và cho đó là chính nghĩa, thì anh không phục. Anh nói chung là anh không phục là bởi vì ok, thì anh không phục là bởi vì họ đa số những người mà hiện giờ đang binh vực với cái lá cờ vàng đó thì hầu như họ còn rất là trẻ, thí dụ như gọi là hậu duệ đi. Còn những người lão ông lão bà thì hầu như là những người đó là thuộc dạng cái bằng là mình nói họ không biết gì thì không có đúng, nhưng mà có cái điều là họ không đi, họ không có những chứng kiến những cái mà mặt trái của xã hội thời bấy giờ đó, hiểu không? Còn anh thì khác, anh đã từng chứng kiến những cái mặt trái của xã hội thời bấy giờ từ hồi mà rất nhỏ, từ 1950 mấy anh đã chứng kiến rồi. Tao kể mà nghe một cái chuyện này. Cái thời đó là tức là tao còn 5-6 tuổi, thì ngày hôm qua cũng đã kể, nó có nghĩa là như vậy, tức như là ông già gia đình tao chỉ mới sanh ra thì có mình tao là con trai thôi, thành ra ông già ông thương lắm, mà ra đi đâu ông cũng dẫn theo, ông bay vô ông chạy vào Sài Gòn thì ông cũng dẫn theo Sài Gòn, ông về quê ông thăm bà nội tao thì ông cũng dẫn tôi về,
nhiều khi bận bịu quá thì ông bỏ tao ở ngoài này, một ông bỏ tao ở ngoài quê 1-2 năm rồi ông chạy về ông vô ông rước. Nói chung là thời chiến tranh mà, thì cái huyện mà cái huyện Đức Phổ á, là cái huyện của quê nội ta đó, nó nằm ở ngay cái huyện Đức Phổ đó. Thì nó có một cái gì nè, bây giờ mình mới hiểu ra là cái vùng mà là cái vùng sôi đậu. Vùng sôi đậu là gì? Cái vùng sôi đậu có nghĩa là ban đêm á là Việt Minh mà ban ngày là quốc gia. À, nó có cái chỗ đó, thành ra cái vùng là vùng sôi đậu, mà ngay cái huyện Đức Phổ là cái huyện đó của bà nội ta đó, thì nó rất ư là phức tạp, mà hầu như là giữa Việt Minh và quốc gia sống chung với nhau. Nhờ ban đêm á thì là coi như Việt Minh làm chủ, mà ban ngày á là quốc gia làm chủ, nó khổ vậy đó. Thành ra nó có xảy ra những cái chuyện rất là buồn cười. Tao nhớ như in là 5, 6, 7 tuổi gì đó tao không nhớ, thì bà nội tao dẫn tao đi học, thì đi ngang qua ở ở sau lưng ngay chỗ huyện, ngay ra xe lửa Đức Phổ, nó có một cái sân kêu bằng cái sân vận động. Nó có nói chỉ sân vận động chứ thực chất là nó có một bãi đất trống rất là lớn, ở trong đó có cái trường. Cái trường đó là cái trường mẫu giáo gì đó. Thì ông già tao thì hồi nhỏ bộ quần xà lỏn ở trần không cao lắm, bận cái áo kêu bằng may ô, hoặc là cái áo thun, hoặc là cái áo sơ mi gì đại khái, đi đi chạy đi, đi đi không đi dép, đi đi chân gì đó. Thì đi cái trường đó nằm ngay cái sân vận động đó, thì đi gần nhà lắm, ở phía sau lưng nhà là cái sân vận động mà. Thì đi ngang qua đó thấy một cái xác chết, mà cái xác chết là rất là kỳ cục, bây giờ tao còn nhớ như in mà. Xác chết mà ăn đồ ăn mặc rất là đàng hoàng, sơ mi trắng bỏ vô thùng, quần tây đen, áo sơ mi trắng dài tay, chân băng dài, nằm chết trên cái bãi cỏ khuất cái bụi rậm. Trên đầu có một cái viên đạn, có một cái vết thương. Một đêm chết, đêm qua, đêm nay đi ngang qua thì thấy kiến nó bò lên, nó đục con mắt. Mày hiểu tao nói không? Thì tao sợ quá, thì tao ôm cứng bà nội tao sợ quá. Thì bà nội xách tao đi về, thì tao nghe loáng thoáng à, tao nghe loáng thoáng là tụi nó giết cái thằng cha này kia bằng cái gì, kinh tài. Không, tao không hiểu kinh tài là cái con mẹ gì, nhưng mà sau này mình mới biết kinh tài là đại khái là những người nắm tiền bạc gì đó đại khái, mà không biết phe nào tao không hiểu. Cái thuở nhỏ năm 1900 năm 1957 58 á, khoảng đó tao 6-7 tuổi rồi, tao sinh năm 52, từ tao lúc 5-6 tuổi rồi, tao học mẫu giáo mà, tao nói ngày hôm qua rồi. À, thì gửi à, kỳ ta. Rồi, giờ đứng lại. Thì sau này mới biết là họ là kinh tài. Thì không biết kinh tài là cái gì ta không rành tới bây giờ. Ô, chào anh Mạnh Chào sếp. Hà. Ok, chào anh lên chơi tôi chút là xong đi không? Em cũng mới tôi cũng mới đi làm công chuyện, đi lên Vậy đó. đi lên sở cái thao ho để mà mua cái này Dạ nè. ô. Mua cái tiết kiệm tạm Ok. thời đó, là khi mà Mua cái xe hả? Việt Nam mình gọi là thuế cầu đường á. Ok. Xe. Mà nó mắc quá, ủa mẹ có 300 mấy là một À, năm giờ rồi. cái gì cũng đắt anh ơi. Anh ơi, giờ cái gì cũng đắt. Tất cả mọi thứ đều lên giá kinh á. Ăn tô Mẹ phở giờ hết 10 mấy đồng kinh. không phải chắc xe này xe mới nó mắc vậy, mà cái xe chưa, cái xe này chỉ Ấu chắc là chí. rap, xe này xe rap pho thôi, còn mẹ cái rắc xịt kìa đủ má chắc là vũ đạn nữa. Ok mẹ đi, đang nói Thuế chuyện với mấy đứa thuế nhỏ hoàn tí mà. này đi. Ok, có nghe, nãy giờ có nghe. Thì để cho nó hết câu chuyện đi rồi mình mới thấy là, nhưng mà tại hồi nhỏ mình thơ ngây quá đi, mình không có biết con mẹ gì, thì ôm chặt cứng bà nội. Bà nội dẫn về nhà thì nghe phong phanh bà nội nói với ngài sớm á, ủa má tụi nó mới giết thằng kinh tài. Và nó này thôi tao biết nguyên kinh tài là cái mẹ gì. Ê Đúng Phượng, rồi. cái tài là gì không, Yeah. là cái gì? Kinh tài mậu mấy người đi lo thâu thuế, giữ tiền giữ bạc. Kinh tài, kinh là kinh tế, tài là tài chánh. Anh Nhưng mà lo về cái chuyện phe tiền bạc, nào mình đâu có biết phe nào phe đâu. của mặt trận Mặt trận hả? của bên người Việt Minh, Việt chứ Minh, coi như Việt Minh. thì tại vì Việt Minh thành thử họ phải làm kinh tài anh. Thế chứ còn tại vì Hiểu họ đâu phải, họ hiểu phải gây hiểu rồi. quỹ, Chứ họ phải thời gây đó, quỹ chứ còn chứ còn binh lính quốc gia thì nó có lính thì nó có Tây phát lương rồi, mà hồi sau này chúng mình đi lính thì nó có mấy ông sếp phát lương rồi. thì bây giờ mình mới nghiệm lại điều cái điều này nè. Cái thời đó là cái thời Việt Minh đó, thì Việt Minh Đúng rồi. thời Việt Minh hiểu rồi. Nói như vậy để mình hiểu rằng
họ đi làm cách mạng, nói một cách khác họ đi làm cách mạng, họ dấn thân rồi, vậy là do họ dấn thân rồi, Đúng rồi. dấn thân rồi. Đúng rồi. Và mình mới thấy là mình show chủ là những cái sự kiện, anh giống như kiểu mà cái clip tôi mới vừa post lên mà tôi cho mấy đứa nhỏ nó coi, thì mình cảm thấy là cái lý do tại sao mà họ hy sinh đến mức độ là họ cái Ừ. thân của họ họ Đúng rồi. họ họ họ, họ Đúng không rồi. không cái không màng, họ lấy cái Đúng chết rồi họ không màng. rồi. Đúng Tất nhiên là ý tôi muốn nói là họ vì vì đất nước mà họ có cái lý tưởng rồi. á. Đúng rồi. Đúng rồi. Nếu họ không có lý tưởng thì họ chắc chắn là họ không bao Không giờ làm làm được nổi cái đâu. đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Họ chịu gông cùm đánh què chân bại liệt đi cà lết nhưng mà họ không từ bỏ. Bây giờ mình thấy mình biết, mình thấy mình biết cảm thấy thuyết phục. Đúng rồi. Thì rõ ràng đó là trong cái chiến tranh của Việt Nam mình, mà trong cái chiến tranh chống Pháp, mà trong chiến tranh chống Mỹ, mà để chiến tranh giành lại độc lập đó, để chiến tranh thống nhất quốc gia đó, thì rõ ràng là những người lính ở bên kia đó, bộ đội chẳng hạn như vậy, là những người họ là họ đi là tất cả người ta đều hiểu là tại sao người ta làm cái việc đó. Đúng. Và họ hiểu một cách thật tình. Tại vì vậy thành thử ra mình mới thấy có những sự hy sinh đến mức độ mà tuyệt đối như vậy. Đó 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 Cái đó đó ý tôi muốn nói lên một cái điều là họ hy sinh, mà họ hy sinh đến mức độ tuyệt đối chứ nó không phải kiểu tuyệt như đối đang tranh tranh nửa vời hoặc là chập đó, chững đúng đó. đúng Thì rồi. đây tôi kể chuyện một câu chuyện kia, rồi sau đó ông già tôi ông mới thấy vậy, ông mới thấy sợ quá, ông mới cô tôi mà đánh dây, ngày xưa có cái vụ kêu đánh dây thép, đánh dây thép Anh đi thép đấy, thì gọi ông già tôi Telegram về để mà lôi tôi vào Sài Gòn, anh hiểu à? không? Thì bắt đầu từ đó, thì tôi hôm trước tôi đã kể một cái giai đoạn là thời đó 1960, 61 trước, 61, 62, 63, thì thời đó những người dân ở quê tôi đó đã vào nhà ông già tôi ở, nhưng mà không ở lâu, ở từng năm ba bữa thôi là ông già ông đuổi đi liền, thì bởi vì ông sợ, ông hiểu không? Ông sợ. Và những người đó đó sau này mình lớn lên mình mới hiểu rằng những người dân quê, mà nhất là ở vùng Quảng Ngãi và cái vùng mà Đức Phổ đó, Đúng rồi, họ Đức đi làm cách Phổ. mạng rất là nhiều, Đúng rồi. Đúng họ làm cách mạng rất là nhiều, nhưng mà rồi. các nhưng mà ông già tôi là ông nhà ông trí thức, ông là viết văn, ông nhà báo, mà cho nên là vì là những người mà tới tá túc nhà ông là toàn là học sinh giỏi không. Và tôi đã nhớ một như này, có một cái anh là tinh nhân, có nghĩa là lúc nào anh cũng cầm một cái sách, cuốn sách để học, miệng lét nhép suốt ngày, hay là học học nó kinh khủng luôn. Và tôi hiểu sau này là không có gì ngoài việc học, muốn cứu nước hoặc là muốn cái gì đó là phải có học. Thì mình nói đi nói lại thì mình mới cảm thấy là mình sâu chuỗi những cái sự kiện, tại hồi nhỏ mình thơ ngây quá, anh mình không biết con mẹ trên trời, Đúng rồi, nghĩ đúng rồi, lưng thôi, nhưng mà sau này lớn đúng lên rồi. mình mới nghiệm lại cái thuở đó là mấy anh đó, mấy ông đó đã làm cách mạng từ lâu rồi, Đúng còn rồi. mà họ âm thầm họ làm một cách âm thầm anh, chứ nó không phải như bây giờ, đồng có nghĩa là nó chưa làm con mẹ vậy, nó lên Facebook nó ngồi nó gõ gõ nó cua chuông, trời ơi, cái này lý tưởng con mẹ gì khó, nhức đầu cổ lắm mà nhức đầu lắm. Clip phim hồi nãy mà anh cho mình anh coi anh chiếu nó như vậy đó, là cái clip đó là nó thuộc về cái vụ mà chuồng cọp ở Côn Sơn đấy, Đó ngon thấy chưa, đúng rồi, cái chuồng cọp tôi không biết nó ở đâu mà thấy quá nó dã chỗ, man. người người ta thì hồi đó là cái thằng cha có cái phái đoàn dân biểu của Mỹ là nó về đây, tại vì phản chiến nhiều quá đó, rồi mới nó gửi phái đoàn về về Việt Nam điều tra về cái chuyện mà sự tàn nhẫn của chế độ chuồng cọp ở Việt Nam. Thì là người lúc đó là chính phủ trong Nam thì họ giấu, nhưng mà là cuối cùng thì họ cũng tìm ra những cái chuồng cọp. Thì thế này nhá, cái chuyện mà người Bắc không, cái chuyện mà người Bắc đánh nhau với người Nam thì là mình hiểu, nhưng mà cái cách cư xử mà tàn nhẫn này đối với tù binh mà cái anh em của chúng mình á, mà cư xử với những tù binh hay là những tù binh của cán binh của mặt trận á, thì mình thấy cái điều đó là thật là dã man. Tại Đó đấy. vì tại vì có cái ở trong Nam mình ấy, có cái kiểu là khi mà bắn bắn chết được rồi thì kéo cái xác ra ngoài đường, để ngoài đường nó cho thị Thủy y và dằn mặt, đúng uy rồi. đe dọa dân mặt này. Thì cái đó đó là mình nhìn thấy từ lâu lắm rồi, mà mình ở ngay Sài Gòn đấy nhá, nhà tôi ở ngay Thị Nghè đó, thì mình biết là cái điều đó là nó
cách cư xử mà dã man đó. Thì là như hôm qua hôm kia gì anh có nói, anh em mình có nói chuyện sơ về cái câu chuyện bên kia bức bản sách đây, Đúng rồi. thì cái đó là mình chỉ nghe qua radio thôi, nhưng mà những cái điều gì mình chứng kiến trên đường phố Sài Gòn, và đặc biệt là sau sau khi sau năm 1972, mà sau khi mà tôi đã tham gia vào cái guồng máy chính quyền trong Nam, thì thực sự là cái sự mà mãn rợ, mình phải nói là sự mãn rợ chứ, mình bây giờ mình ta là mình chọn cái danh từ khác được, mình nói là cái tâm lý man rợ của những người khai thác tù binh, hay là những người khai thác tù nhân, của lực lượng cảnh sát, của lực lượng quân đội, của an ninh quân đội, đó đó là những Tàn bạo cái lắm, sự khai tôi thác biết rất là rồi. tàn bạo. Để mình nói cho nghe thế này, ngay cả cái chuyện mà mấy ông an ninh quân đội ấy, mà ông mà đã khai thác tù binh rồi đấy, tức là khi mà họ khai thác xong rồi đó là coi như là không còn cái gì nữa. Đây là ông Phạm Ngọc Thảo đó, là đại tá của ông, mà đại tá của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà khi họ làm phản đó, mà an ninh quân đội mà họ khai thác đây, là họ họ khai thác đến cái mức độ mà đừng họ muốn giết đó. Họ không giết ngay anh, họ bóp cái họ hạ bộ của ông cho năm nát ra, để đến khi ông chết, tức là muốn kéo dài cái sự đau khổ của người chết, kéo dài ra ngoài. Cái sự tàn bạo, cái sự tàn nhẫn, cái sự man rợ khi mà khai thác tù binh, khai thác tù nhân, đặc biệt là khai thác những tù nhân chính trị ở trong Nam, là những cái đòn phép rất là kinh dị. Mà đại khái là như câu chuyện mà cái chuồng cọp mà ở Côn Sơn, mà cái clip phim hồi sáng mà anh mới chiếu lại đó, là Mỹ nó tìm ra đây, là anh người ta mình nó cư xử anh em, tại vì Việt Nam mình nó bắt được tù binh rất là nhiều, mà mình cư xử với tù binh rất là tàn nhẫn này. Tù binh của Việt Nam là ngoài Bắc á, thì là bây giờ cái những tù binh mà bộ đội chính quy của họ, bộ đội khi mà họ bắt á, tức là họ chuyển qua bên 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 Phú Quốc, chứ còn những cái tù binh mà họ bắt những người lính ở trong đi bỏ vào trong bưng, những người ở trong Nam á, mà bỏ vào trong bưng, những người như là chữ quê của quê anh, quê ở xã Đức Phổ đi vào trong bưng, những người quê ở Nam Căn vào trong bưng đi 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 kháng chiến đó, mà lực lượng ở trong Nam, cảnh sát, công an, mà an ninh quân đội mà bắt được đó, họ khai thác rất là tàn nhẫn này, tại vì họ coi những người đó không phải là tù binh, mà họ coi những người đó là những thành phần phản loạn. Tất cả những đòn phép gì mà kinh khủng nhất anh sẽ nhìn thấy ở đó. Và tôi cuộc đời tôi đang năm 1000 cuối đầu năm 1973, tôi nhìn thấy một lần khai thác một anh tù binh, một người lính trong Nam, lính miền Nam, không phải người lính mà người sinh viên, một người sinh viên ở dưới Viện Đại học Cần Thơ bị bắt lên, họ bỏ đi, họ bỏ vào trong bưng. Thì khi bắt về đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy an ninh công an khai thác lính mặt trận, và con người mình rúng động ngay từ lúc đó. Và cái sự thù ghét chiến tranh của mình nó nảy mầm ngay từ lúc đó, và nó có sống mãi đến bây giờ. Thôi mình ngừng ở đây. Đấy, căn bản là anh hồi sáng nay mình nghe anh nói chuyện, mình coi cái clip của anh thì mình có thể đóng góp thêm được bao nhiêu đó anh ạ. Đúng rồi, thì cái nói chung là tôi cũng chẳng muốn khuấy động để làm gì nữa, nhưng mà có một cái điều là những cái lúc gần đây, kể cả bên nước ngoài, kể cả bên những người mà thuộc về cái dạng coi như là chống phá Việt Nam mình, thì họ vẫn luôn một cái gì đó mà mình không hiểu nổi. Cũng giống như ngày hôm qua mình nói là họ vẫn tôn thờ một cái chế độ mà đã mất lâu lắm rồi, mất nửa thế kỷ rồi, và họ coi đó là cái lý tưởng, mà thực chất là chẳng có cái lý tưởng mẹ. Và trong cái lá cờ đó, nó biết bao nhiêu sự đau thương của con người dân miền Nam, biết đau thương những Đúng người đã chết đi sống lại, và họ không hiểu điều đó. Thì hôm nay và hôm qua đây, cách đây cũng khoảng một hai vài ngày, thì tôi kể câu chuyện cuộc đời của tôi. Mặc dù tôi cuộc đời của tôi chẳng có mẹ như vậy, nhưng mà tại bởi vì mình chứng kiến, anh hiểu không, cho nên vì đó mình kể lại cho con cháu nó nghe để nó hiểu. Cái đó là mình không giấu được, cái giống như kiểu ngày hôm qua hôm kia tôi cũng nói đó. Trong cái thời gian của ông Ngô Đình Diệm mà đã cầm cầm quyền đó, thì rõ ràng có ấp chiến lược, cái điều đó ai cũng biết cả, nhưng mà chắc chắn là chưa bao giờ có người nào mà biết được cái chuyện mà coi như là nó gọi là gì ta, giam lỏng, mà nó gọi là gì ta, nó qua tôi mới nhớ chực lần, về tôi đi quên mẹ rồi,
cầm tù thì không phải là cầm tù, nhưng mà à, cô lập, cô lập, cô lập. Thí dụ như trong cái gia đình của anh có chồng mà đi vào chiến khu hoặc là có chồng đi cầm Ồ, thì cái gia đình đó bị cô lập đúng xã rồi. hội đó, cô lập xã hội đó, Đúng rồi. không không được quyền đi giao du bất cứ người, ai không được quyền. Nói chung là chúng ta thì cái chuyện đó nó có thật, và cái chuyện nó xảy ra năm khoảng ngoài 958 năm 960, thời kỳ ông Diệm còn cầm quyền, mà chính tôi là người chứng mất. Bởi vì cái bà đó mà có đứa con, mà tôi với thằng đó là chơi thân tại gần nhà, mà cái nhà bà thì bị cô lập, mà nhà cô Sáu thì không được quan hệ, hay chơi đấy. Là tôi biết hồi đó mình cũng, rồi cái thời gian qua đi mình cũng không hiểu được, bởi vì lớn lên theo ông già vào Nam rồi nó tung đi tùm lum tà la, nó trôi qua đi, cái quá khứ nó trôi qua đi nhưng mình không có nhớ. Nhưng mấy lúc gần đây là tôi lại nhớ hết anh. Đồ mà nó kỳ, con người tôi nó ngộ cái chỗ là tôi nhớ dai lắm, cái gì tôi cũng nhớ mà nhớ dai lắm kìa. Bởi vì anh tin không, cái account mà của của ngân hàng á, mười mấy con số tôi thuộc luôn anh, đủ thuộc tất, trong gia đình tôi thuộc láo số là tôi thuộc hết, từ số bí nói chung là các cái thuộc. Tôi được có trí nhớ dài thì mình sẵn những cái dịp sau này mình cứ thấy có những cái thành phần thuộc dưới cái dạng giống như kiểu là dân kia mà nói, mà nó nôm na là dân kia mà dân chú cuội đó, đó chú cuội đó, thì họ hay ta thán, họ hay than vãn, họ hay phê bình, họ hay chất vấn, rồi họ phân biệt là xã hội này không tốt, xã hội cũ tốt hơn, rồi họ tôn thờ lá cờ vàng nữa kia, thì mình cảm thấy mình buồn cười. Và tại vì tôi cũng như tôi nói đó, tôi cũng từng nói ra rồi, ngày xưa ở trong cái chiến tranh chính trị của miền Nam mình, nó có nhiều cái đài mà tôi ra nói đó rồi, gươm thiên ái quốc rồi chương trình dạ lan rồi chuyện chưa chuyện kể về bên kia bức màn sắt rồi bên kia nó tùm lum tà la nhiều lắm, chứ không qua mình chỉ nhớ bao nhiêu thôi, còn rất là nhiều. Nói chung là tất cả mọi cái đều nói xấu miền Bắc cả, nó thẳng là vậy, bởi vì miền Bắc là coi như là một bức màn sắt nên không có thấy được, thành ra bên này tha hồ mà thiếu vậy, anh hiểu không, tha hồ thiếu vậy, muốn nói gì thì nói miễn là bao nhiêu tội ác, bao nhiêu cái ác, là bao nhiêu cái gì là đổ dồn miền Bắc hết. Và cái hậu quả tới bây giờ là nửa thế kỷ rồi mà người ta cũng nghĩ tử thiệt. Tôi muốn nói anh một cái điều này, ở miền Nam nhìn miền Bắc không thấy, chỉ nghe không à, nghe mấy cái đài đó, còn cái thằng miền Bắc á nhìn về miền Nam thấy rõ ràng là ở trong này là mặt trận giải phóng miền Nam chết, bom thả chết, chiến tranh có chết, nói chung tất tần tật. Và có những cái hình ảnh hiện thực, hiện giờ anh tra lên Google mấy ngàn bức ảnh luôn, từ em bé ra Pan rồi từ ông Nguyễn Ngọc Loan nhiếc bảy lém sao sao, có hình ảnh thực tế đầy đủ rõ ràng chứng cứ mà tụi nó không tin đâu. Đồ quá nó kỳ cục vậy đó. Anh với tôi đó, thì khi mà anh nói là như là tại sao mà mình lại có những cái nhiều bức hình hiện tại sau trong sau cái chiến tranh đó, mình lại có nhiều những cái bức hình mà nó ghi lại những cái hình ảnh mà nó là tàn tàn khốc đến như vậy Tàn không, khốc nhất. thì là mà nó được ghi lại là tại vì thế này này. Phóng viên chiến trường Lúc đó là dạ lúc lúc đó đây người Mỹ họ qua bên Việt Nam, tức là họ tự do, họ muốn làm gì họ làm, đúng rồi. và những cái ông Việt Nam, mấy ông lính Việt Nam mình, mấy ông lính trong Nam, mấy ông lính Cộng Hòa thì có người Mỹ đó rồi, họ muốn làm gì họ làm thì mình mới làm theo. Thành thử ra cái chuyện mà mấy người lính trong Nam mà cư xử mấy cái người Việt Nam Cộng Hòa, mà chính từ chính phủ đến từ người lớn đến người nhỏ mà cư xử tàn nhẫn với bộ đội, cư xử mấy lính giải phóng là thì rất là tàn nhẫn, là tại vì sao, tại vì có người Mỹ đứng sau lưng. Mà người Mỹ mà anh, nó đến Việt Nam mà đất nó lạ, tiếng nói nó không hiểu, nó chẳng biết ai ra ai cả, nó đến đó lính tráng mà nó biết cái gì, nó đến đó nó chỉ có súng đạn bom thôi, nó gặp ai nào nó bắn người đó, nó không có coi ai ra gì cả. Tôi nói nghe là ngày xưa mà cái người Mỹ mà họ giết tiêu diệt người da đỏ làm sao đó, thì khi mà nó đến Việt Nam, mà nó đến Ba Mình Thuột nó thì nó tiêu diệt người, người người thượng cũng y chang như vậy đó, tức là nó tiêu diệt một cách rất là hoàn toàn và rất là sạch sẽ. Tại vì vậy nó mới có chuyện Mỹ Lai. Mày nổ mình một thằng nó một thằng một cái mình nghe một cái tên cái tin gì vớ vẩn, vô gặp thằng nào là giết thằng đó, một cái làng nó chỉ anh thử tưởng tượng là mấy cái người lính mà ở trong cái trung đội, cái đại đội mà nó tấn công ở Mỹ Lai đó, nó đâu phải là thú dữ đâu anh. Nhưng mà tại vì nó coi, tại vì cái bản chất của họ là họ coi cái dân nó là không có giá trị gì cả, chỉ cần một thằng
làm cái điều gì mà tao không bằng lòng là tao giết cả làng mày. Mà thật sự mà họ đã làm như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, mà chỉ không có máy bay nhá, không có bom nhá, chỉ có người lính thường thôi mà nó bắn bắn chết 400 mấy chục người, 500 mấy chục người mình cũng quên mất rồi. Tức là chỉ có mấy người lính bắn mấy người thường dân thôi. Tại sao họ làm được cái điều đấy? Tại vì họ coi cái mạng sống của cái người đó không có, tức là họ coi cái căn bản cái mạng sống người ta không có cái giá trị gì cả. Họ nhìn trong đó là họ chỉ thấy kẻ thù thôi, chứ họ không hiểu là họ không có thì giờ họ 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 phân phân biệt đây. Thì đó là cái oái oăm của cái cuộc chiến đó. Tất cả những điều ấy bị chính quyền Thiệu Chuyện phạm tội và tất cả chuyện này chuyện là những đứa chuyện là những cái chuyện mà những người làm truyền thông ở bên đây, đặc biệt là bên Mỹ, rồi họ làm truyền thông thì họ cứ níu lại lấy các lá cờ vàng. Tôi đã nói rồi, ngày nào anh em mình mà còn níu níu lại dưới các lá cờ vàng đây, mình nói chuyện rất, mình cái sự suy nghĩ của mình rất là lạc hậu, những cái lời nói của mình rất là hung dữ, và những cái hành động của mình rất là tàn nhẫn, rất là cái ngu xuẩn ý, mà ý tôi muốn nói với anh cái điều này là họ có thể họ không hiểu hoặc là có hiểu mà họ từ chối, thì mình mới nói một cái điều với anh phải hiểu là như vậy, là những cái live gần đây mà tôi làm á, hoặc nói chuyện với anh hoặc nói chuyện với con cháu ở trong trong nhà trong 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 nước, để chứng tỏ cho mày hiểu rằng cái xã hội mà mày bám víu á, mày bám víu á, mà để mày cầu cạnh, để mà đưa lên, để mà khen ngợi, nó học đích thực nó không có cái con mẹ gì cả, và cái điều đó nó vô, nó không có lý tưởng gì cả, nó không giúp ích gì cho dân tộc cả, và nó bại hoại. Và tôi muốn nói là chỉ có những người mà ngu xuẩn, nói thẳng là vậy, họ đã lường cả hơn cả 100 năm rồi. Tôi cũng vẫn nhắc lại một lần nữa cho hiểu rằng những cái chương trình giống như kiểu như những chuyện phía bên kia, phía bên kia bức màn sắt gì đó, đại khái vậy, họ không bao giờ họ thấy, nhưng mà họ lại đặt điều. Anh đồng ý không? Có nghĩa là gì, họ khi đã đặt điều rồi thì bao nhiêu tội ác, bao nhiêu cái gì mà coi như là đổ dồn hết. Trang thậm chí nó còn nói, thậm chí nó còn vừa dựng phim nữa mà. Anh nhớ cuốn phim mà chúng tôi muốn sống không đó? Đúng. Ô mà anh gì cậu ác lắm, nó lấy máy cày, nó lấy máy cày, nó đừng, nó cày, nó xúc cái đầu ta rồi cái tùm lum tụi ta, nó bao nhiêu cách ăn ác được, nhưng mà họ họ nói không mà họ không biết, họ không thấy. Kỳ cục không? Dẫn chứng cho cái điều đó, từ ngày giải phóng tới bây giờ, từ ngày 30/4 đến cho bây giờ, các anh có thấy cái điều gì không? Cũng giống như ngày xưa, cái sự chiến tranh chính trị nó tiêm nhiễm cho con người ta khoảng 21 năm, từ thời Đệ nhất Cộng Hòa cho đến thời Đệ nhị, tới thời ông Thiệu. Anh biết không, nó tiêm nhiễm hàng đêm, hàng đêm, hàng đêm, hàng đêm, như vậy, làm cho con người ta bị lún lẫn đi. Chính bây giờ tụi nó vẫn còn tưởng thiệt phải không? Cái đầu nó không, nó mở não, nó không có cái não là sao tôi không hiểu nổi. Cũng giống ngày xưa mới vào giải phóng vào, anh chắc nên đi rồi, tôi không biết. Ở trong miền Nam đàn bà con gái ai cũng sợ cả, sợ gì cổng rút móng tay, đứa nào mà sơ Đúng hở rồi, tay móng chân là nó rút. Và nó cái tin tức đó đây, cái tin tức đó là tôi nghe ngay Sài Gòn đó, khi mà tôi còn ở Sài Gòn đấy, cỡ chừng 20 tháng 4 là bắt đầu tôi nghe rồi đó, nghe cái vụ mà là hai nghe cái vụ là khi mà nếu mà bộ đội vào, tức là người Sài Gòn, con gái Sài Gòn là phải lấy thương binh bộ đội, phải lấy thương binh nhá, và những người nào đeo có móng tay, có móng đeo móng sơn móng tay thì bị rút rút móng tay. Những cái tư tưởng đó đây, những cái tư tưởng rất là man rợ. Mà tại sao mình dám nói cái điều đó, là tại vì những cái điều đó là những điều đó người ta đã nghĩ ra, người ta đã làm rồi, thành Đúng thử rồi, ra người họ đã ta hiểu nghĩ là ra. tụi nó cũng làm như vậy đó, chứ không phải mình tao đâu. Tao tại vì nó nghĩ được, mà con người nó rất là tàn nhẫn, thì nó mới nghĩ ra cái điều đó. Anh Nó nói nghĩ hiểu cái ra cái điều. điều là con gái Sài Gòn phải lấy thương binh bộ bộ đội. Tại sao có cái chuyện đấy, là tại vì ngày xưa đó anh, sau khi mà mấy mấy ông thương phế binh đó, mà sau khi mà bị thương rồi đó thì về làm gì anh, làm họ rất là dữ tợn, họ rất là dữ tợn. Anh hồi đó có cái phong trào mà chiếm đất cắm dùi là như vậy đó. Anh Rõ không biết là ràng anh có cái nghe thời nghe đó là cái thời đấy, tức thương là binh họ cắm dùi, kiêu tôi hiểu binh, đó, nhưng mà họ rất là kiêu binh anh. đúng Mà rồi, cái mỗi người có một cái kiểu kiêu binh, thành thử ra mới có xảy ra một cái tệ nạn là anh em mình ở bên này, những người Việt kiều mình ở bên này là đúng sai phải trái, ngay cả những con nít vậy, mặc bộ quần áo lính vào
đeo lon đeo mũ vào là nghĩ mình, bao giờ cũng nghĩ mình là ông thánh ông tướng. Mà thật là tại vì lính ngày xưa anh họ rất là có nhiều quyền. Cái khóa của tôi khi mà mãn khóa ra thì ông Thiệu cũng về, ông ấy chủ tọa, thì ông nói là ông nói một cái, ông đọc bài diễn văn, nhưng mà ông nói căn bản lúc đó ông nói là đừng có làm sao, đừng có sống làm sao mà để đồng bào họ la là lính về làng như thần hoàng về miễu. Lại biết là cái người lính ở trong Nam Việt Nam Cộng Hòa đó nó rất là dân chúng người ta rất là sợ hãi. Tại vì ông đi đến đâu ông cũng ngồi trên đầu ông, là ông muốn bắn ai ông bắn, ông muốn bắt cái gì ông bắt. Ông muốn bắn con gà, ông muốn bắn con vịt, ông muốn cướp cái gì, ông muốn làm gì cứ làm, mà người dân không ai có quyền nói gì cả. Thành thử ra nó mới câu là lính về làng cái thần hoàng về miễu năm 1972 ấy, 73 từ cái miệng ông Thiệu ra. Thì từ cái miệng ông Thiệu ra đó. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe cái điều này nó bất nghịch lý ở cái chỗ là hình như là họ không có não hay sao. Có nghĩa là những cái chuyện bất nghịch lý, những cái chuyện không thể tin được mà họ vẫn tin. Anh à, ngày xưa anh nghe cái tinh thần mà của cái đài gươm thương ái quốc với lại sinh Bắc Tử Nam sao á, thì bây giờ những cái đài radio mà từ mấy chục năm nay là họ cũng gào như vậy đó. Họ bịa cái chuyện mà bịa đặt, tức là tất cả những cái điều gì á mà mình nghe bên này thì nó từ đâu ra, từ những cái đài radio hay là những mấy ông youtuber hay là, thì nó từ đâu ra, nó từ Việt Nam nó ra. Ai nói là cái tin tức đó Việt Nam họ nói ra rồi ông lấy ra một chút là ông bịa vô cái này, ông thêm cái này, ông bịa cho cái kia. Nhưng mà cái chuyện này á, để mình nói cho anh nghe này, thời bây giờ năm 2022 nó không phải năm 1972, xã hội bây giờ nó thẳng ra rồi, thế giới bây giờ nó thẳng ra rồi, nó có internet, người ta sẽ có thể lừa được một số người, một người trong một thời gian rất dài. Nhưng mà người ta không thể nào lừa tất cả mọi người trong một thời gian dài. Đúng. Những người nào mà muốn hiểu cái gì đó, bây giờ muốn tìm hiểu cái gì thì đều có khả năng tìm hiểu. Đều có khả năng tìm hiểu câu chuyện đó như thế nào. Anh biết người Mỹ mà anh, họ xã hội của họ, mình ở một cái xã hội rất là nghèo khó. Là Việt Nam vừa ở trong chiến tranh ra, chưa có một ngày nào có hòa bình cả, rồi mình tràn qua Mỹ, mình nhìn rồi mình sống đây, cái xã hội này là một xã hội giàu có, tự do và thanh bình. Thành thử ra mình nghĩ là tất cả mọi người là như vậy, nhưng mà không phải như vậy đâu. Việt Nam đã, người Mỹ họ có cái cuộc sống của họ, cái cách cư xử của họ. Người Việt Nam mình có cái cách cư xử Việt Nam, mình mà qua bên này cái mình cứ sống cái cuộc sống bên này rồi mình lại xét xử Việt Nam theo cái kiểu của Mỹ, nó vô lý và cảm thấy rất ngược ngại. Cả một điều rất là đáng tiếc, tôi nghĩ vậy. Đáng tiếc này. Đúng rồi, theo anh nói okay. Thì cái đó thì em cũng nói lâu rồi, tôi cũng đã nói từ lâu rồi. Có nghĩa là như vậy, ở nước Mỹ, cái xã hội Mỹ khoảng 200-300 năm nó không có chiến tranh, cái đất nước họ xây dựng đường xá cầu đường nhà cửa, cái điều đó là cái điều họ đã phát triển rồi, cái điều đó mình hiểu rồi đó. Thì cái người Việt Nam mình á, cái người Việt Nam mình sau khi hết chiến tranh rồi tràn qua đây dạng giống như kêu ngang không, người ta làm sẵn rồi, đường xá người ta làm sẵn rồi, nhà cửa làm sẵn rồi, thì họ là giàu có mà, đâm ngang không bắt đầu chê bai đi ngang đi vô ngang không mà. Mà Việt Nam mình chẳng có giúp ích được cho gì nước Mỹ, chẳng có kéo tạo và chẳng có xây dựng con mẹ dân, đùng một cái qua đây thấy nhà cao cửa rộng xe hơi chạy rộp đường tức điên, đồ mà tức quá về đồ mà chửi Việt Nam sướng không, mà không hiểu, nhưng mà nó không hiểu được là lý do tại sao Việt Nam nghèo khổ, ai làm Việt Nam nghèo khổ, nó không hiểu, cái đồ nó kỳ vậy đó. Mà mình cũng miễn bàn những người đó đi, bởi vì những người đó nó có tinh thần cố chấp, mình không chơi, có là thật ra. Chẳng hạn như tôi với anh lên những cái lan như vậy, các con cháu hiểu, ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được là cái chuyện khác. Còn những cái đáp tới bây giờ tôi nó vẫn chửi mình như thường thôi, anh nói bằng tay thằng vô vậy đó. Không anh, không anh kia đi kia em gửi cậu, ok em được rồi được rồi.
Tư Tân Bình đâu, đây thêm Tư Tân Bình Kêu con Thảo nó vô nói chuyện thêm. có gửi thằng em hả? Em này cả hai Vậy cỡ hả? năm, cỡ gần 1 năm mấy 2 năm là thân lắm, dễ thương lắm, Vậy. mà bởi vì nó cũng cũng lứa tuổi với mình đó anh, Ừ. nhỏ hơn mình khoảng chừng Thì tuổi 2 tuổi vậy. vậy đó. Chết mẹ, ủa sao kỳ vậy? Người Mỹ này mình ngồi mình có nói là người Mỹ thì họ giàu, chuyện họ giàu con dân chúng họ nhờ, con cái họ nhờ chứ mắc gì ngồi đây ngồi rủa Việt Nam anh. Tôi thấy là cả một điều đặc biệt, đặc biệt là những người Việt Nam mình ở đây, chuyện ngay trước mắt mình không ai biết thì không ai dám đụng chạm gì cả, cứ nói về cái chuyện Việt Nam mà chẳng, mình muốn nói về Sao không Việt được Nam thì ta, cũng được. khách mời đã từ chối lời mời tham gia. Ôi sao kỳ vậy, sao sao lại từ chối hả? Một em bập từ chối hay là nó lên không được ta? Em gửi yêu cầu đi đi Tư Tân Bình. Đây mưa đây lần nữa nè, kỳ ha, khách mời từ chối lời mời tham gia, chắc không được rồi, chắc là sao á, không hiểu đâu. Có anh Tư ta, có Tư Tân Bình lên đây thì nói chuyện rất là hay. Tư Tân Bình từ Anh tốn Tư Dân và Bình Tư Tân à, Bình anh Tư Dân Bình tức là ngày anh xưa là ở Tân Bình, lấy cái nick Tân name là Bình Tư à, Tân Bình luôn. anh Tư Dân Bình à. Ngày xưa mình cũng khu Tân Bình, quận chợ Tân Bình là mình đi lên đi xuống nhiều lắm á, tại vì nghèo mà anh, mình có bà chị có thể bị hiền á, ngày nào có đi đi ngang qua bến lên cũng được. Kỳ ta, bây giờ anh Anh mời Tư này Dân trực Bình tiếp đây à, anh mời em mà rồi đó, đang mời, đang thêm á, đang thêm á, ráng ráng lên, ê, ráng lên, lấy cái thang bắt lên, trời ơi ráng lên. cái này thấy loại mình nó về rồi đấy, nó cũng làm như nó tới Việt có Nam rồi em đã đó, thấy sao không rồi, đọc có về tới Việt có Nam em đó, đã thấy tôi không rồi. biết chừng nào, không biết Anh chừng nào à, mình mỗi về người mỗi nhà nó mỗi hoàn cảnh khác ai nhau, nói về được chứ mình ai khó quá đâu, thì sao về. ai đâu mình cũng biết sao vậy, tôi không biết chừng nào tới phần tôi đây không biết nữa Ai cũng biết rằng về bên đó là cả một cái niềm vui, cả một bầu trời xuân, nhưng mà nó khổ thì mình ai về cho không có được. know anh khổ quá không biết chừng nào à. Rồi anh Mình ơi, chỉ còn anh post một cái tin là nước Mỹ đã 1 triệu mấy người bị nhiễm đó, là ghê đâu, anh nói thử cái vụ đó coi. anh ơi, ở dưới San Diego là tôi không, ở dưới San Diego này những người tôi biết đó, mà tôi nói không, bây giờ tôi không nói người Mỹ đấy nhá, tôi nói người Việt Nam đó. Đi đâu tôi cũng nghe thấy nói là người Việt, người nhà này bị nhiễm, nhà kia bị nhiễm, kể từ cái hồi mà hồi hồi Giáng sinh đây, tại Giáng sinh đó, là cái Giáng sinh là cái lúc mà người ta tụ họp đây, thì tôi thấy như là mà bây giờ đó người nhiễm đó là rất là nhiều anh, chứ khoảng chừng cứ khoảng chừng là như ở San Diego, như ở Cali mình đó, là cứ cứ 1 triệu người đó khoảng chừng 3 ngàn người bị nhiễm, thì cái lần này người ta bị nhiễm nhiều nhưng mà người ta chết không có nhiều, lý do là có thể là tại vì con vi trùng của nó yếu, nhưng mà điều đó không có nghĩa là người ta không chết, tại vì cái hôm thứ hai thứ ba gì đó là San Diego của mình đó, là tự nhiên một ngày á, cuối tuần nó đi vào nhà thương nhiều quá nó chết 50 người anh, tức là Ghê một con số quá. rất là nhiều, mà tôi thấy là rất nhiều người Việt Nam bị nhiễm, đi đâu cũng thấy người ta la làng lên là tại vì bị người này dương tính người kia dương tính, tôi rất là lo ngại chứ không phải không, tôi cũng biết Rồi. là tôi đi tôi, mà tôi không có thể tưởng tượng được là bây giờ người ta có để cho nó lây nhiễm một cách mà tự do như vậy đó, Đang nên là mời mình đó nói Tư Tân Bình. là mình có vợ chồng cô em kế út đó, thì nó có vợ, họ họ vợ chồng cô ấy về Việt Nam ở là cũng mấy năm rồi, cũng 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 5 6 năm rồi ở Đà Nẵng đó. Thì là ở Đà Nẵng bao nhiêu năm nay dịch bệnh nó cũng ở với nó rồi, cũng
đâu có sao đâu. Thì về cái năm nay này, mọi năm thì cố ăn Tết ở bên Việt Nam, bên Việt Nam, năm nay Tết Giáng sinh là cố lại về lại bên này, tại vì lâu quá rồi Anh không đang về trở lại thì bị theo nó mà sao kỳ ta, gửi cầu cũng không được luôn. thì hai vợ chồng mới trở lại San Diego để ăn Giáng sinh, phải đến nhà tôi chơi ăn bữa Giáng sinh. Đó là hôm qua, hai ba hôm trước nghe tức là bị nhiễm rồi, Trời tức ơi. là mình biết là cái sự lây nhiễm ở Mỹ này nó là bây giờ nó lây nhiễm cách tự do đó, Coi tại vì như là là bây giờ thả lỏng luôn rồi, mất mất kiểm thả soát lỏng luôn luôn, không có kiểm soát nữa, thả lỏng luôn, để vậy luôn, không có nói gì nữa. Mà rõ ràng đó là cái chuyến máy bay kỳ vừa rồi á, mà từ 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 San Francisco mà về Việt Nam á, là về Việt Nam đấy loại ra mười mấy ông bị nhiễm, thành thử ra bây giờ họ mới vẫn phải cách ly là vậy đó. Người mình nhiễm, người Mỹ đây họ họ nhiễm rất là thiệt quá nhiều, ta. không họ không, tại vì họ không có cách ly, họ không có bảo vệ, họ để cho tự nhiên ăn nhậu cười nói lúc nào ôm nó lấy cái không kia. À, mà không hiểu anh, mà đến bây giờ vẫn chỉ có chưa được 70% Vậy người mày, chết. vậy anh gọi Messenger cho em nha, tôi tưng bình nói không cũng được không sao hết, Chẳng hiểu. khoan chờ chút. Ông Tư Tân Bình là ông bảo cho ông ngồi nghe thôi chứ ông có vào được, có lẽ thì là cái Hello em. chào anh PC và chào các anh chào anh. chương trình. Em thì hôm qua em gọi cho em để bạn đóng cái cửa sổ đại với hồn bắp. Anh gọi cho em thì em ở trong hãng với anh đấy là anh Đông Mát, không có thể nói chuyện thì dạo này dịch bệnh nó mặc dù là ở trong hãng là điều hết mà mỗi người hai mũi như em thì ba mũi tốt hơn rồi nhưng vẫn phải đeo mát. Hôm trước thì cách đây trước khi có cái dịch Amazon nó là Omicron nó là mọi người có thể là phát ba mũi không cần đeo mát nhưng bây giờ là mặc dù phải đeo mát hết tất cả mọi người. Bà em không để nó chỉ anh không được biết là đang làm việc quy định của hãng không cho là làm mẫu cho cho nên là em thấy anh mở những là nay thì nó cũng có những cái chuyện buồn đối với em thì em cũng muốn tâm sự để mà nhiều khi là nó cũng có những cái bức xúc lắm anh là nói trước giai đoạn để làm là cái đoạn clip mà anh post lên lấy lại qua những phút lên về vừa xem nó trở lại cái việc kỷ niệm buồn của em ngày xưa bố em là một doanh nhân nhưng mà chỉ có thời gian là năm 1966 sau 64 sau đạo chẳng ngồi gì thì trong nhà em có là ba em đi làm lúc đó là hồi đó là ở hồ thôi cũng ở hồ rồi làm có những người bạn làm chung thì xin bố em về tá túc tại nhà nhà em thì ở quận ba lúc bấy giờ là quận ba hay quận không chỗ gần cái trụ sở là quân cái binh trung tâm Việt Nam Cộng Hòa gần chút thế thì có hai tiếng trời mà ở quận ba em sau khi làm việc một ngày ở là nơi quy định nhất thì ba em phải ra chợ Sài Gòn tại vì lúc đó má em có một cái tặng mang thịt bò thì đặt ngày đó đi dọn để về thì hai tiếng này về trước hai tiếng này về trước thì lúc bấy giờ bọn em như là như là những là cán bộ là của ông Việt Nam thì họ về trong gia đình nhất họ sống rất là đàng hoàng không thủ tục không rượu chè à, mà hai chú này về là ấm rượu cho mọi người lúc đó bọn em nhỏ lắm mà ba em lúc đó nhà con mới có bốn em thì nghe tất cả bốn em đang cùng chờ đợi ba ba má về nó có xuống để nấu cơm tắm rửa bọn em chọn là
rồi ở các chú đệ đây thời gian trên ngày đó lúc bấy giờ thì giải trí thì mấy chú là đại cho đánh một cái loại bạc mà trước bị lập này không biết thì tao bị lập không biết nó cũng như cũng nhiều cộng đồng cũng như là chiến khu ở trên bây giờ không biết tao bị lập không biết thì các chú ở trong thời gian tháng mấy đi không biết là tao bị ba máy sinh ba tay sau đó thì cái công việc làm ăn nó thì bay lên theo là làm chủ là làm mổ bò làm bò em làm giám đốc công ty đó ở bộ chạy động đất chúng ta anh sáng trẻ em đó thì trong cái đám anh em nó bay cứng em và sáng 3 giờ ba em dẫn em ra nhập phòng một lần sau nhập phòng bất ngờ là một vật khoảng 3 thì sáng con đi bàn đang cúng là cảnh sát đến 2 xe đít cảnh sát như là bởi vì nói anh Phượng được buồn nghe em cũng hơi có ấn tượng với những người mà mặc tập phục cảnh sát mà có cảnh không phải tôi không bắt ai nhỏ được cái may được cái may được cái may thì có trời thương sau này nó mặc cảnh to thì nó đỡ đỡ gì chịu chứ đó là một cảnh là có ấn tượng đấy tại sao bắt em thì không biết lý do thì những chi gì trong công ty trong nhà dân về chi má anh ra lãnh đạo đêm cứ 12 giờ đêm lên điều tra
là đưa lên phòng đầy đủ được chứ, bạn đầy đủ được chứ, bị biết như như cách cái như đồng cũng đầy đủ quản lý cần một tiếng hồn là chi vậy 7 ngàn thế là phải kiếm được chơi mặc dù là ba em không có bệnh tật rồi sau đó đưa qua tổng nhà cảnh sát chuẩn bị đi tiếp. Thì sau khi mà má em là quan bê biết thì cũng khi chạy ông quan bê nói chuyện cũng biết được chuẩn biết được khi chạy chuẩn là tổng nhà thì trên tổng nhà cảnh sát cũng 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 đó là như vậy là bắt đưa ba em trở về bóc ba đi rồi biết rồi kiểu này đưa về bóc mong là không biết là vợ tôi ở nhà có làm cái gì mà bây giờ ông đưa cả cái gì mọi người anh có nghe Tư Tân Bình nói rõ không anh Phượng? Có, mình nghe ok, mình nghe cũng được, không được có cái nghe cũng hiểu cũng chuyện có lẽ thì là tại vì nói trong Messenger đó nó không có được rõ lắm. Ừ, ok. Cho nên là về với là mới hỏi má em mới hỏi ba nói chuyện như thế anh biết nữa là khi đưa về bóp tổng nhà bóp để chuẩn bị là đưa ra họ không cho đi họ cho ba em đi vòng vòng cái chân cờ để chỗ bóp đi theo bây giờ mà cái chỗ công an chặn vào có quả đó Tư ơi, Tư, ở dưới nó không nghe được Tư ơi. À, thôi vậy ok, em tắt cái Messenger thì anh cố gắng em đưa em lên lần nữa coi. Rồi. Ok. Ok thì xoay qua những cái cuộc nói chuyện với Tư thì mình cũng loáng thoáng mình hiểu là trong những cái thời gian đó là trong cái xã hội cũ thì gia đình của anh Tư cũng gặp rất là nhiều cái biến cố, anh hiểu không? Yep, lúc yep. Bị ở tù rồi lúc tham nhũng đòi đưa ra rồi tùm lum tà la đó, để em coi coi. Bởi vậy đó là mình cứ nhìn thấy mấy đứa trẻ con mấy anh em sau này đó rồi cứ nói về một cái thời gian ở phía trước trước năm 75 nói về Việt Nam trong Nam là như là một cái thiên đường mà thiệt sự không phải vậy đâu, nó chỉ được có chút xíu có Sài Gòn thôi. À, thì đây này. Bên này tôi nói nghe là tôi nói tôi ở Sài Gòn đó. Tôi cắt lời. Ok, nói đi mình nghe. Có nghĩa là vậy, ở trên cái trang nhà của tôi thường thường á nó hiện ra một cái trang nó gọi là Sài Gòn xưa hoặc là nhớ gì xưa xưa thì nó chiếu những cái cảnh như là xe xích lô chợ Bến Thành rồi nhà tòa nhà các cái mà anh nhớ kỹ rồi nó toàn là chụp ngay cái đường Lê Lai Tự Do Lê Lợi vậy thôi, nó chỉ có chút xíu thôi, chỉ có chút thôi. Thì tôi hỏi anh là cả một miền Nam từ Vĩ Tuyến thứ 17 cho đến tuốt cái mũi Cà Mau chỉ có chút xíu xíu cho nó có đúng rồi hai mẫu đất chụp mà đúng rồi dễ dễ như thôi đó, bởi vì nó khổ cái là cái người con mắt ấy, họ chỉ nhìn vào chỗ đó và họ nói tu mà vậy là hồi xưa nó giàu lắm chứ đâu cũng biết đó là nơi
những quan chức quan lại chính quyền cũ và những đóng đô của Bộ Tư lệnh nước Mỹ ở đây, ở đó nó có được điểm cái gì bao nhiêu cơ sở của Mỹ đó, tòa đại sứ Mỹ rồi nói chung đúng rồi ở, chỉ có một nhóm chút xíu ở quận nhất thôi mà đúng cái rồi. Gì nó cũng chụp nó đưa lên chỉ có nhiều thôi, tại sao nó không có chụp ngay chỗ súng củi á, cái chỗ luôn cầu cầu lãnh là hoặc là những cái chỗ khác đi, không nó chỉ có chút xíu nó làm tới là một vòng hoài, tôi có thiệt nhiều khi tôi buồn cười. Bởi vậy đó là chuyện mà anh em ngồi đây giờ cái chuyện nó qua rồi mình ngồi mình vẽ hành vẽ tỏi ở trong quá khứ, tôi nói nghe là tôi ở đó với anh là tôi ở trong Sài Gòn đó mà đi nên là đừng có nói chi tôi ở Thị Nghè nữa, mà cái chuyện bên kia Thủ Thiêm đó, là mình không dám qua tại bên kia Thủ Thiêm là rất là mất an ninh rồi. Đúng rồi, từ Sài Gòn Thủ Thiêm ngày xưa là đúng rồi đó, nó đâu có cái nhà cửa gì đâu, toàn là ruộng có đào đâu ra xình lầy khoan không à, tôi biết mà rất là nguy hiểm, rất là mất an ninh, tôi không bao giờ tôi dám ra khỏi vòng cái ngoại ô đó, tại rất là mất an ninh ngay nó không phải đâu xa, nói chứ qua bên kia cầu, qua bên kia cái sông Bạch Đằng ơi, cái sông Sài Gòn là vậy đâu. Thôi đó, vậy thôi, vậy thôi, chỗ nào cũng là cũng chỗ nào là còn diệt cộng rất là nhiều ấy, thành thử đó mình không có hiểu nha, nhưng mà thôi đó là những cái ảo giác anh em mình sống từ bây giờ, nó xảy ra không phải tự nhiên trên trời nó rơi xuống mà tại vì bố mẹ mấy ông có bồn mồi cho mấy ông, chú bác của ông mồi cho mấy ông, thành thử ra mấy ông mới biết chứ còn có thằng nào nó đẻ ra chứ, không có cái thằng cha nào mà tôi thấy cái giọng điệu đó là tôi ngồi tôi đọc là không có ông nào cũng đẻ ra năm 80, 90 không, mà ông ấy làm như là ông đẻ, ông sống ở trong đó mà ông có được, mà những người đó họ có được cái những sự suy nghĩ như vậy đó là ai, nhờ ai, nhờ những bố mẹ cha anh của ông đây ở sống ở phố Bô Sa bịa đặt ra cái chuyện này chuyện kia, nói chuyện trên trời dưới biển, một cái văn minh, tôi nói nghe là không có cái nền văn minh nào, không có một cái nền mà có cái văn hóa nào đó, mà tự mà một ngày nó có bao nhiêu triệu bao nhiêu ngàn tấn bom nó đổ xuống cái đầu mình mà mình vui vẻ cho, không có một cái dân tộc nào, không có một cái xứ sở nào, không có một cái con người nào mà mình vỗ tay mình hoan hô mình úng mình mong chờ cái ngày mà mỗi một ngày chứ không phải lâu lâu mới có một ngày, từng ngày một anh hàng chục hàng trăm ngàn tấn bom nó đổ xuống ở cái miền Nam, nó không nó có thể nó không đổ ở Sài Gòn nhưng mà nó có thể nó đổ Thủ Thiêm, nó có thể là nó dội bom thành Thủy Hạ. Cái chiến tranh ở Việt Nam trong vòng chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi, nó chỉ có 20 năm thôi, từ năm 1955 đến năm 1975 nhé, anh nói là chỉ có 20 năm thôi, mình đi qua hai cuộc chiến tranh to nhất, một chiến tranh của Pháp với là một chiến tranh của với người Mỹ, mà trong đó anh là không, mà đặc biệt là bây giờ mình ở đất Mỹ này là mình nói cái chuyện đất Mỹ này chưa bao không có, mình có phải ở đây đó mình mới hiểu là cái sức mạnh về vật chất về bom đạn của người Mỹ, họ xài bom đất, họ xài bom xài đạn là không thương tiếc. Đây là họ đến Việt Nam mà không có, họ không có hiểu thằng nào là người dân thường, thằng nào là thằng ông nào là ông Việt cộng cả. Tại vì vậy mới có cái chuyện là chỉ có một đại đội lính Mỹ thôi bỏ một cái làng bắn chết, tay cầm súng đó, bắn chết 500 mấy chục người từ ông già đến con nít. Đó là một cái tàn khốc của chiến tranh và chưa thấy thì, một ông nào Việt Nam nào ở trên diễn đàn nói về cái chuyện này. Mà cái điều đó nên là cái điều ám ảnh của người Mỹ. Mình phải nói là cái điều ám ảnh của tất cả những người lính đi qua Việt Nam đánh nhau. Mà đến bây giờ anh em mình, đặc biệt là trên cái phố Bô Sa của mình, bao giờ mình cũng muốn nuôi dưỡng cái sự đau đớn đó. Đúng rồi. Mỗi lần mình tụ họp lại dưới lá cờ vàng là mình lại rủa xả và mình nuôi dưỡng cái đau đớn của mình. Tôi biết là như vậy đây. Đó là một điều rất là tội nghiệp. À, thôi nhưng mà đó là chuyện người khác. May quá anh em mình không có cái chuyện này. Tôi cùng quan điểm với anh. Tôi cùng quan điểm với anh hoàn toàn. Và hình như là cái suy nghĩ, cái lối suy nghĩ của mình nó khác hơn họ. Và họ lúc nào họ cũng hận thù vô cớ và nuôi dưỡng một sự hận thù và thấy không đáng. Và mình có một cái sao mà mình thấy buồn cười. Hở nói chuyện ra thì nói là mình là bưng bô rồi làm đủ trò. Họ không hiểu được thực. Họ không hiểu, nói thẳng là họ không hiểu được thực chất của chiến tranh Việt Nam là như thế nào. Họ không biết. Và thậm chí họ dốt xử luôn. Và họ không biết một cái gì về về chế độ cũ cả. Và họ không biết về tại sao chiến tranh chỉ xảy ra Việt Nam. Họ cũng bù tịch luôn. Họ chỉ biết chửi thôi. Ngoài ra chỉ biết họ bia thôi. Nói thẳng là vậy.
mà ra mình nhiều khi cũng chẳng muốn buồn cãi họ làm gì. Rồi ok anh, thì cảm ơn anh nhiều. Ok thì giờ okay. Để mà đến cảm ơn anh với tôi ha. Cảm ơn anh. Dạ yeah, ok. Rồi, mình chào tất cả mọi người. Thôi mình dạ. Xuống mình, ai thì nói chung ai thì, muốn lên thì lên. Like một cái like này với anh Phượng thì cũng chủ yếu là tại vì mình coi một cái cuốn phim mà anh Phượng nó vừa nói là những người tù cung đảo mà sau này Mỹ nó phá ra thì có những người đã lên nói những cái câu rất là mình thấy mình buồn cho cái số phận của đất nước mình. Và mà mai anh mai phước là ở chỗ đó đã qua đi rồi, nó qua đó là qua đúng rồi quá đúng. Nhưng chúng ta phải nhắc lại để chúng ta hiểu được điều là cái sự đau đớn của dân chúng và cái nước non mình nó là như vậy, để cho những người nào á mà còn ham muốn có những người mà đưa ngoại bang về đất nước miền Nam để quậy phá thì miễn đi, xin miễn đi, tất cả những người dân họ đều hiểu được điều đó và họ trân trọng cái nền hòa bình ngay bây giờ. Cái nền hòa bình bây giờ là tuyệt vời anh. Bây giờ tôi hẳn ra một câu à, nếu nghèo đói ăn muối cũng vui. Nó hẳn là gì vậy? Ok anh. Ok. Ok, mình chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha. Rồi ok. Anh em gặp nhau.